Nặng không anh xách cho? Thôi. Sao thế? Rõ ràng là trước khi cưới anh bảo với em là cưới xong hai vợ chồng mình sẽ ra ở riêng. Thế mà bây giờ anh lại đổi ý. Thì đây là nhà của mẹ con anh. Anh cưới vợ xong không ở đây thì ở đâu? Nhưng mà em không thích sống chung với mẹ chồng đâu. Mẹ anh cả đời vất vả. Bố anh đã bỏ hai mẹ con anh đi từ khi anh còn nhỏ. Mẹ anh bây giờ còn mỗi một mình anh. Em biết thế. Nhưng mà em nghe mấy chị ở cơ quan em bảo là mẹ chồng của các chị hơi bị gớm luôn ý. Thì có phải ai cũng như vậy đâu. Với lại bây giờ mẹ anh già rồi. Anh không thể nào để mẹ anh một mình được. Đấy là nguyên tắc, là lời nguyện của anh khi còn nhỏ. Em biết rồi. Thôi đi vào nhà đi. Đi. Có phải lúc nãy mẹ vừa vào phòng con đúng không ạ? Tự nhiên con bị mất quyển sổ ghi một số tài liệu quan trọng của công ty. Mà con nghĩ từ lần sau nếu như không có việc gì quan trọng thì mẹ không cần phải vào phòng vợ chồng con đâu ạ. Mẹ xin lỗi, mẹ nhìn vào thấy phòng bừa bộn quá nên mẹ vào dọn cho gọn gàng. Mẹ không cầm quyển sổ nào của con hết. Con tìm lại giúp mẹ nhé. Vâng ạ. Alo. Thật đó. Cái lão ý nhá, cứ phải cho một vố như thế mới biết sợ là gì ấy. Đương nhiên rồi. Thôi, lát nữa tao gọi sau nhá. Này con, lần sau nếu gọi điện thoại riêng tư ấy, con lên phòng mà gọi. Chứ nói oang oang ở đây, hàng xóm người ta nghe thấy không tiện đâu con ạ. Vâng ạ. Mẹ. Con đi công tác về rồi đấy à? Vâng ạ. Có mệt không con? Con không, vợ con đâu ạ? Nó đang ở trên gác. Đấy, mẹ xem thế có được không? Con đi làm về thì thấy bà ấy vừa mới vào phòng lục lọi xong. Mà con chẳng hiểu con gái mẹ có nói cái gì đâu. Mà suốt ngày cứ hễ há miệng ra là bị bắt bẻ câu này câu kia. Lại được cái ông hoàng nhà con nữa ấy. Thương mẹ yêu mẹ cho lắm ấy, nên chiều mẹ như chiều vong ấy. Trang ơi, anh về rồi. Mẹ. Hai đứa ở nhà, mẹ đi đánh mấy ván cầu lông nhá. Thế mẹ nhá, con gọi lại sau ạ. Hoàng. Mẹ. Mẹ để con ở nhà nói chuyện riêng với vợ con. Ai ngờ con lại hồ đồ thế. Nếu con dâu không coi mẹ là mẹ thực sự của con thì người ra ngoài ở là mẹ. Thỉnh thoảng con ghé qua là được. Mẹ ơi, con không có ý như thế đâu ạ. Là tại con,